Ngày 20 tháng 3 năm 2019, công an thành phố Bến Tre tỉnh Bến Tre vẫn đang tạm giữ Trần Văn Thạch 19 tuổi quê ở tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi giải tờ rơi quảng cáo cho vay tiền với lãi suất 150% một tháng. Theo điều tra ban đầu, Thạch mang theo các mảng giấy photocopy ghi tên một công ty ma, số điện thoại của mình, giải trên các tuyến đường, các hàng quán, nhà dân dán lên cột điện. Thạch cho biết đã học được thủ đoạn này từ một người khác đang hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trong hơn một tháng, Thạch đã cho 5 người vay tiền với lãi suất 150% một tháng. Theo đó, cứ vay 1 triệu sẽ đóng lãi 50.000 đồng một ngày. Trước đó, vào chiều ngày 18 tháng 3, Thạch từng giải 20.000 tờ rơi quảng cáo cho vay nặng lãi khu vực từ ngã tư Tân Thành, thành phố Bến Tre về xã An Hiệp, huyện Châu Thành. Khi Thạch đăng in thêm 20.000 tờ rơi khác có nội dung tương tự tại nhà trọ thì bị công an thành phố Bến Tre mời về trụ sở làm việc.